là cảnh sống, là số phận của con tôi đây sao? Cầm tú con. Cho con hay làm sao ba thấy được cái cảnh này? Ba đi đám dỗ ở ngoài giàm, nhớ con. Nói đúng hơn là nhớ vợ chồng con. Nên ba mới bơi xuồng vô đây. Xuồng vừa cập bên ba đã nghe tiếng chửi rủa, tiếng đập phá và tiếng khóc của con mình. Trời ơi, tim ruột bầm gan nghe từng lời con nói. Không ngờ con mình lại lâm vào hoàn cảnh như vậy. Thôi, thu xếp về nhà với ba không cần gì nữa. Cha con mình có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Buồn khổ gì nữa hả con ơi, nghĩa nặng tình sâu trong lòng của ba đã sụp đổ tan qua. Khi nhìn con gái nước mắt đôi hàng, lòng ba đau cũng nát tan. Bởi số kiếp ba phần, sao người ta quá bất nhân. Đâu ngờ con chịu khổ đau dò và nhói lòng ba biết làm sao. Phó mặt đời mình rồi mây, trời ơi cuộc đời con gái. Con ơi
ba biết làm sao cho phải ngậm ngùi nhìn con mà tay tay lòng. Nhưng tưởng con mình đã êm ấm vợ chồng, vết bầm dọc ngang hình dông tàn tạ, không nghĩa cùng tình sao họ quá nhận tâm. Đức ruột nhớ con mà lặng lội tìm thăm, chứng kiến cảnh hôm nay ba đã quá sai lầm. Nào ngờ con mình sống trong cảnh tối tăm, nước mắt tràn thơm mầm thầm đau khổ. Bầm ngang dọc họ chửi rủa nặng lời, con ngồi khóc vậy sao? Trời ơi con tôi phải làm sao? Cái chữ nghĩa tình giận dữ trước sau, vậy mà bây giờ nghẹn ngào nước mắt. Nhìn con mà không nói nên lời, đâu có
biết con mình đang chơi với đau khổ bị đài đó hành hạ trong cảnh ngộ bể dâu. Xanh xao hình hài gầy guộc, chua xót nhìn con mà đau buốt trong lòng. Sợ tay tiếng dèm pha miệng đời đơm đặc, luôn dạy con mình chữ đắc nhân tâm. Mong muốn cho con được hạnh phúc trăm năm, canh canh lo âu đêm nằm thao thức. Về xứ lạ làm dâu sợ con mình cơ cực, lo lắng đêm ngày nay rất khôn nguôi. Nay đành bất lực buông xuôi, tuổi già bông xê niềm vui cũng tàn. Nhìn con lòng luôn xót xa, thôi thì gấp mâm khéo mà liệu cơm.